Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lời Chúa cho mọi người. Chúa Giêsu đã phục sinh. Bạn đã mở cuốn Kinh Thánh, hãy tìm kiếm Đức Kitô. Sách lịch sử, sách khôn ngoan, sách cầu nguyện. Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa mặc khải cho con người biết vận mệnh của họ và kêu mời họ đến với sự sống. Đừng thiên kiến, bạn hãy lắng nghe những chứng từ rất khác nhau về những gì Thiên Chúa đã thực hiện ở giữa con người. Đó không phải là một cuốn giáo lý, một cuốn triết học. Ở đó, chủ yếu kể lại các biến cố, và biến cố trung tâm chính là Đức Giêsu đã hơn 2.000 năm nay ở đất Palestine. Tất cả đều hội tụ về biến cố đó và rồi cũng từ đó mà mọi sự nảy sinh. Thập giá của Đức Giêsu và sự phục sinh của Người nằm ngay ở trung tâm của Kinh Thánh. Chúng ta được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa, khởi từ hư vô để kết thúc trong sự hiệp thông hoàn toàn với Đấng hiện hữu. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, mỗi cá nhân, các dân tộc và tất cả nhân loại phải trải qua một cuộc lột xác, một lần tan chảy, đó là sự chết và phục sinh. Kinh Thánh. Các trang sách này hướng về ai? Cụ ước được trình bày như một loạt các câu chuyện nối tiếp nhau. Các câu chuyện đó đôi khi được lặp đi lặp lại, đôi khi được tiếp nối nhau với ít nhiều mạch lạc, và thường làm chúng ta phải ngạc nhiên, nhưng đôi khi cũng làm chúng ta công phẫn. Giữa những câu chuyện ấy, một số câu chuyện gần với truyện thần thoại hơn là những câu chuyện thật, xen lẫn những bài diễn từ, những quy luật về luân lý, về việc phượng tự, về đời sống xã hội, những lời trách cứ nặng nề, những lời mang đến niềm hy vọng, những tiếng kêu lên vì tình thân ái. Với những điều đó, Cựu Ước là một trong những án văn đẹp nhất của nền văn chương nhân loại. Trong những trang sách này, hay nói đúng hơn trong những cuốn sách này, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, hầu như được nói đến ở từng trang sách. Thật vậy, Cựu Ước nói cho chúng ta biết cách thức Thiên Chúa chuẩn bị con người, đặc biệt dân Israel, để họ nhận biết và đón nhận nơi Đức Giêsu chính đấng hoàn tất giao ước nhiệm màu và kỳ diệu, Người đã ký kết với con người. Kinh Thánh vừa là lời của Thiên Chúa, vừa là lời của con người, không thể tách rời nhau. Bỏ một trong hai chiều kích này là hy sinh chiều kích kia, và người ta có nguy cơ giảng lược những lời ấy thành những tài liệu lịch sử đơn thuần. Hoặc ngược lại, nếu quên rằng Thiên Chúa đã nói với con người và hôm nay vẫn còn nói ngay giữa dòng lịch sử của họ, chúng ta sẽ biến lời của Thiên Chúa thành một bộ sưu tập những luật lệ tôn giáo hay những phương ngôn khuyến thiện. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách nói với chúng ta về Thiên Chúa, mà là một cuốn sách trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta về Người qua các chứng nhân mà chính Người đã chọn giữa dân của Người là Israel. Các Kitô hữu đầu tiên khởi không nhầm lẫn điều đó. Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Sách Do Thái chương 1 câu 1 đến câu 2. Sự phục sinh của Đức Giêsu đã để lại một con đường sự sống. Sự phục sinh ấy là nguồn cội cho lời rao giảng của các tông đồ và cho các cộng đoàn hội thánh tiên khởi của Đức Kitô. Những chứng từ được viết ra từ những buổi đầu ấy được các vị thánh có trách nhiệm trong hội thánh chuẩn nhận làm thành Tân Ước. Tân Ước là những cuốn sách của Giao Ước mới. Nơi đó, sách chỉ là phương tiện cho công việc của Thánh Thần Thiên Chúa nơi chúng ta. Đấng sẽ thông ban chân lý toàn vẹn, duy nhất. Chân lý ấy sẽ trở nên rõ ràng ở trong chúng ta. Và truyền thống, các sách trong bộ Kinh Thánh chỉ thông truyền sứ điệp của mình cho những ai đến chia sẻ kinh nghiệm của cộng đoàn, trong đó những cuốn sách ấy đã được khai sinh. Có một lối hiểu Kinh Thánh đặc thù của dân Thiên Chúa mà chúng ta gọi là truyền thống. Đức Giêsu đã đón nhận truyền thống ấy từ gia đình và dân tộc của mình,
Sau đó, người dạy cho các tông đồ biết một cách thức mới để giải thích lịch sử thánh ấy. Chính vì thế mà chúng ta nói đến truyền thống các tông đồ và truyền thống của hội thánh. Để hiểu kinh thánh, chúng ta không được tin vào bất cứ lối giải thích nào của một nhà thuyết giáo hay một giáo phái. Chúng ta phải đón nhận sự giải thích từ hội thánh đã được các tông đồ thiết lập và luôn trung thành với những quy tắc của Ngài đặt ra. Đọc kinh thánh khởi đi từ đâu? Dễ nhất là khởi đi từ các sách tin mừng, nơi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô, người là lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng không thể có đức tin Kitô giáo mà không có Cựu Ước. Những ai đọc Cựu Ước sau khi nghe đức tin Kitô nói sẽ hiểu rõ hơn những bài học trong đó và sẽ khám phá ra ở đó một ý nghĩa mà những người Do Thái không nhận ra. Một số người có thói quen mở kinh thánh một cách ngẫu nhiên bởi nghĩ rằng đoạn văn đầu tiên được đọc chắc chắn sẽ đem lại lời giải đáp cần cho họ vào lúc này. Hiển nhiên, Thiên Chúa có thể trả lời theo cách thức đó cho kẻ tìm kiếm ý của người. Nhiều lần người đã làm như thế, nhưng người chưa bao giờ hứa là sẽ luôn nói với chúng ta theo cách thức như vậy. Dù sao, tốt nhất nên đọc liên tục một lần tất cả các trang sách của Tân Ước, khởi từ các sách tin mừng. Về điểm này, đọc phần dẫn nhập bốn tin mừng ở đầu Tân Ước rất là hữu ích. Để không đọc sai kinh thánh, một, bạn đừng nghĩ mình là người đầu tiên hiểu được sứ điệp của Thiên Chúa và trước bạn đã không có những Kitô hữu đích thực. Nếu không, chẳng trống thì chày, bạn sẽ lập thêm một giáo phái mới. Hai, bạn đừng nghĩ là bất cứ lời Thiên Chúa nào mà bạn sắp đọc trong Kinh Thánh cũng sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề hiện tại của riêng mình. Tất cả mọi lời của Thiên Chúa đã được nói ra trong những hoàn cảnh cụ thể, trước những vấn đề riêng biệt của những người đón nhận lời ấy. Trước hết, hãy tìm hiểu xem đâu là vấn đề của họ, và rồi lời Thiên Chúa sẽ tỏ lộ ý nghĩa đích thực. Bây giờ, bạn có thể đặt câu hỏi: sứ điệp này mang lại ánh sáng gì cho vấn đề hiện tại của chúng ta? Thiên Chúa đã dạy dỗ dân người trong một thời gian hơn 15 thế kỷ, từ ông Abraham cho tới các tông đồ, và người đã không dạy tất cả mọi sự ngay từ đầu. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên tại sao ông Môsê và các ngôn sứ lại không biết đến một số điều khá quan trọng mà các chứng nhân của Chúa Giêsu, đấng là lời của Thiên Chúa đã kể lại cho chúng ta. Những khẳng định quan trọng của Kinh Thánh được trình bày rất rõ ràng. Tuy vậy, có một số trang sách dạy dỗ chúng ta không nhiều, nhưng lại được cố ý viết bằng một lối văn phức tạp, tối nghĩa của một thể văn thời bấy giờ là các văn bản Khải Huyền. Vì vậy, các bạn đừng để mình bị cuốn hút vào một vài đoạn văn lạ thường đến độ quên đi những điều rõ ràng và căn bản. Điều rõ ràng sẽ giúp chúng ta hiểu điều kém rõ ràng hơn. Các bạn hãy không ngừng đọc Kinh Thánh, không phải để hiểu những gì bạn chưa biết, nhưng như một bằng chứng lòng yêu mến và trung thành của các bạn đối với Thiên Chúa. Nếu các bạn trung kiên, Người sẽ ban cho các bạn sự khôn ngoan của Kinh Thánh để tìm thấy sự sống trong mọi lời của Người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.